Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng miền Bắc 123. Hôm nay là mùng 3 tháng 12 âm lịch quý vị. Từ giờ đến Tết chúng ta còn tầm 27 ngày nữa. Đấy thì cây mai nhà em thì đã quây kín từ hôm mùng 1 các bác. Đấy và tối hôm qua tối mùng 2 thì nó hơi lạnh thì có bật điện cho cây các bác nhé. Đấy. Còn ban ngày hôm nay mùng 3 thì nhiệt độ thời tiết báo là có nắng 24 độ. Nhưng mà tại thời điểm bây giờ là 10 giờ trưa. Đấy, nhưng mà vẫn chưa có nắng các bác, mới có hưởng có ánh chói mặt trời thôi, chưa có nắng chiếu nắng. Thế nhưng mà nhiệt độ ngoài thời tiết hiện tại là nhiệt độ bên ngoài môi trường là báo là 20 độ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chùm túi bóng kín ấy, mà không mở cửa lò như thế kia các bác. Đấy. Là nhiệt độ trong lò là 30 độ các bác nhá, lên 30 độ. Thông thường thì nếu nhiệt độ ngoài trời mà tầm 20 độ mà thời tiết báo có nắng thì nó sẽ nhiệt độ trong lò nó sẽ chênh khoảng tầm 8 độ đến 10 độ đến hơn 10 độ gì đấy. Còn nếu mà có nắng thì nó có thể nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong nó có thể chênh nhau tầm 15 độ các bác nha. Thế cho nên là khi mà thời tiết nắng, anh có ánh nắng mặt trời thì các bác lưu ý cho nên là chúng ta phải để ý cái nhiệt độ trong lò, để ý cái dơ le đồng hồ hoặc dơ le đấy là nó báo bao nhiêu, là chúng ta phải mở bớt cửa lò ra nhá. Đấy, điện thì chắc chắn là không thắp rồi. Nếu mà trời mà thời tiết mà có nắng thì chắc chắn là điện là không bật rồi. Đó, dơ le này nó cũng tự ngắt mà chúng ta thì cũng rút bỏ điện đi. Bởi vì nhiệt nó cao quá thì chúng ta để nó cũng không có làm giải quyết vấn đề gì. Đấy thì ở đây em đang phải mở cửa lò đó các bác này. Đang phải mở cửa lò. Vừa nãy là thấy nhiệt độ trong lò nó 30 độ. Thì 30 độ thì cũng là ok, cũng được thôi. Thế nhưng mà vấn đề là tí nữa là thời tiết có nắng. Thứ hai là em cũng chuẩn bị là đi làm đó, chiều là đi làm nên là cũng phải mở cửa lò ra, tránh hiện tượng là buổi trưa mình không có ở nhà ấy, làm ánh nắng mặt trời lên là nó làm cho nhiệt độ trong lò nó lên tầm 40 độ là nó không tốt cho cây. Đấy, cho em phải mở cửa lò trước các bác nhé. Đấy thì dự báo thời tiết mình biết trước rồi mà, biết trước là sẽ có nắng mà. Đấy, tầm trưa mà sẽ có nắng lên tầm 24 độ mà. Mấy hôm nay ngoài miền Bắc là nó sẽ nắng tầm 22 đến 23 độ đấy các bác, 24 độ đấy. Nó nắng sẽ 2-3 hôm. Sau đó thì tầm thứ tư tuần sau là bắt đầu trời trở rét xuống 15 độ rồi. Đấy, nhiệt độ đang là 24 độ lại xuống 15 độ. Xuống hẳn 10 độ rất là thấp. Đấy, cho nên là các bác lưu ý là khi trời nắng là phải để ý cái lò. Đừng để nó quá nhiệt. Đấy. Đây, nếu mà nhiệt độ mà cứ trung bình mà dao động khoảng tầm trên dưới ngưỡng 28 độ, 26, 28 độ trung bình cho ngày cả ngày lẫn đêm, thì với trường hợp mà nụ nó to như thế này thì cỡ tầm một tuần, trên dưới một tuần là nó bung chấu các bác nhé. Đấy, với cái cây này thì chỉ có 5 ngày là bung chấu thôi. Cây này của em thì có một hai nụ là nó cũng rất là to rồi, nó bung chấu rồi. Đấy thì với những cây mà có hiện tượng bung chấu rồi thì tầm 5 ngày là bung chấu rồi. Còn bác nào mà chưa bung chấu mà nụ to thì nó sẽ tầm 7 ngày đến 8 ngày là bung chấu. Đấy. Thì từ ngày bung chấu ra, bung chấu thì xong thì 1-2 ngày là nó nhú chân xanh thôi. 1-2 ngày là nhú chân xanh. Đấy thì nằm tầm ngưỡng trên dưới một tuần. Đấy và nó sẽ nụ xanh ấy, nó sẽ lớn dần. Và đến khi nó từ lúc bung chấu đến lúc mà nó hé vàng thì nó mất khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày nữa. Đấy là chúng ta nó bắt đầu hé vàng thì chúng ta có thể ra lò được. Đấy, bắt đầu có một số nụ hé vàng thì chúng ta có thể ra lò được các bác nhá. Đấy thì sẽ là mất một tuần bung chấu và mất 7 đến 10 ngày tùy theo cỡ nụ thì nó sẽ bắt đầu hé vàng. Đấy là nó sẽ mất khoảng tầm 15 đến 17 ngày hoặc 18 ngày tùy theo cỡ nụ các bác nhá. Đấy, nói chung là ngưỡng khoảng tầm ở trên dưới 15 ngày đến 18 ngày là chúng ta với những nụ trung bình và nụ to là chúng ta có thể ra lò được. Đó. Đấy, em phải mở bớt cửa lò các bác. Mở bớt cửa lò không là nụ nó cây này nó quá nhiệt. Đó. Đây, cây này thì ủ để mà chơi Tết quá rồi. Đấy, còn cây bên này. Đấy thì ủ để mà cho nó bật mầm. Đấy, bật mầm tại vì cây đấy là cây xạ tàn rồi. Cây đấy là chăm lực hơi yếu. Cho nên là chưa Tết được, cây đấy là cây ghép non mùa. Cho nên là cho vào ủ để cho nó nhanh bật mầm các bác nhá, cho nó khỏe cây ấy.
nhiệt độ nó ấm, nó khỏe cây ấy, ban đêm nó rét. Ban đêm nhiệt độ nó chỉ có 16-17 độ thôi. Thì một số bác hỏi là cái vấn đề chăm sóc cây ở trong lò nó như thế nào ấy. Thì em cũng chia sẻ qua là nếu thời tiết mà nắng quá thì các bác ngắt điện, những tranh thủ những lúc ngắt điện ấy thì chúng ta cũng phun nước cho cây các bác nhé. Chúng ta phun nước cho cây độ tầm 5 ngày, chúng ta phun sương, dùng cái bình phun lan ấy, chúng ta phun sương cho lên toàn bộ dàn nụ và tay cành của cây. Phun toàn bộ lên dàn nụ và tay cành tầm 4-5 ngày là chúng ta phun một lần, phun sương. Thế còn dưới bầu đất thì nếu đất khô thì chúng ta mới tưới các bác. Nếu bầu đất khô thì chúng ta mới tưới, còn nếu bầu đất mà nó ướt thì chúng ta không tưới các bác nhé. Và khi tưới chúng ta cũng chỉ tưới một cái lượng vừa đủ thôi. Đó. Bầu đất khô chúng ta mới tưới. Thế còn phân thuốc thì tập này chúng ta không phun thuốc sâu, thuốc bọ trĩ hay là phun canxi bo gì nữa. Cây đã vào trong lò rồi phun rất là ngại. Đấy. Còn bác nào mà chưa phun canxi bo thì chúng ta cũng có thể bổ sung. Khi mà nụ chưa bung chấu chúng ta bổ sung được, hoặc bung chấu rồi chúng ta bổ sung được, tránh hạn chế là rụng nụ. Nhưng mà cái hiệu quả nó sẽ kém các bác nha. Chúng ta cần phải phun ngay từ tháng 9, tháng 10. Chứ còn cây đã vào lò đã ra chân xanh rồi mà chúng ta mới phun thì hiệu quả nó kém. Thế còn độ tầm 10 ngày thì chúng ta tưới một cái lượng dưỡng rễ N3M cho cây. Đó. Để cây nó đủ sức, đủ lực, đủ dinh dưỡng để nó bật hoa mạnh các bác. Đấy, và liều lượng tưới thì chúng ta chỉ tưới liều lượng nhẹ thôi. Liều lượng bằng 1/2 cái liều lượng của nhà sản xuất đưa ra thôi. Tức là 1g N3M trên 1 lít nước và chúng ta tưới cho cây các bác nhé. Đấy. Chăm cây trong lò nó cũng đơn giản, nó cũng như chăm cây bên ngoài thôi. Cây bây giờ không tút lá nữa thì chúng ta phải giảm liều phân thuốc rồi các bác. Đấy, thì cây để mà nó sung, nó khỏe được, nó bật mầm được, bật lộc, bật nó hoa được thì nó phải có dưỡng chất, nó đủ sức được. Chứ còn cả một quá trình tầm 20 ngày mà cây nó không có phân thuốc gì thì nó sẽ không đủ lực để bật được. Thế mà các bác mà bón phân thuốc mà các bác không biết là bón những cái loại mà NPK mà liều nặng bón cho lúa hay là các thứ vào là nó sẽ cây nó khó hấp thụ, nó sẽ không tốt, nó sẽ hay bị rụng nụ ấy. Cho nên là các bác chỉ dùng loại dưỡng rễ N3M thôi. Dưỡng rễ N3M nó nhẹ. Đấy, cho nên là thành phần của nó chủ yếu là thành phần dưỡng rễ, giúp bộ rễ là sung khỏe. Thế còn NPK là cái hàm lượng rất là thấp. Đấy, cho nên là chúng ta dùng N3M được các bác nhá. Dùng 1/2 liều và cứ tầm 10 ngày gì đó, trên dưới 10 ngày gì đó, chúng ta bầu đất mà khô thì chúng ta có thể tưới một lần. Đó. Đấy, ban ngày thì nắng thế thì phải mở cửa lò các bác nhá. Điện thì chắc chắn là phải ngắt rồi, còn cửa lò thì phải mở rồi nếu có nắng. Thế còn ban đêm thì nó lạnh thì lại phải bật bóng thôi các bác. Độ tầm 5-6 giờ chiều nó bắt đầu lạnh thì chúng ta lại bật điện thôi. Đấy. Còn vài hôm nữa thì nhiệt độ nó báo là có 15-17 độ thôi thì chúng ta phải bật bóng cả ngày lẫn đêm các bác. Bật bóng cả ngày lẫn đêm cho em nhá. Đó. Đấy, ok, qua video này thì em chỉ chia sẻ cái công tác gọi là mở cửa lò khi mà nhiệt độ nó ngoài môi trường ấy, nó có nắng nha các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em là đấy, bắt đầu có nắng này các bác này. Đấy, trời bắt đầu nắng rồi đấy. Nãy em mở cửa lò là vẫn chưa có ánh nắng. Đấy, thời tiết báo thì có nắng nhưng mà mặt trời vẫn chưa lên mà nhiệt độ ngoài trời là có 20 độ thôi, nhiệt độ trong lò đã 30 độ rồi. Đấy, bây giờ có nắng là nhiệt độ ngoài trời nó sẽ tầm 23-24 độ, nhiệt độ trong lò nó có thể lên trên 40 độ các bác nhá. Đấy, thì chúng ta lưu ý cả mà nó nhiệt độ trong lò cao quá là hại cơ cho cây nhá. Đấy, em đã mở cửa lò rồi các bác nhá, mở cửa đằng trước này và mở cửa đằng sau để gió nó thông các bác. Gió vào nó thông, nó luồn ra được đằng sau kia thì nó mới mát được cái lò, nó không quá nhiệt. Ok, thì em xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video tiếp sau. Rồi, dạ ba đây. Dạ.